Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Mỹ tăng cường dòng lửa Patriot đến Ba Lan. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng và theo đề nghị của đồng minh Ba Lan, tướng Waters, người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ, đã quyết định tái bố trí hai tổ hợp tên lửa Patriot đến Ba Lan. Đây là một biện pháp bảo vệ lực lượng thận trọng, làm nền tảng cho cam kết của chúng tôi đối với điều năm của Hiệp ước Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, và sẽ không hỗ trợ bất kỳ hoạt động tấn công nào. Tuyên bố này đã đề cập đến điều 5 của Hiệp ước NATO, xác lập nguyên tắc rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của Liên minh sẽ được coi như một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên khác. Bất chấp những rèm pha về tính năng chiến đấu, Patriot vẫn được đánh giá là hệ thống phòng không thế hệ thứ ba hiệu quả. Giới quân sự cho rằng tính năng chiến đấu chỉ có thể kiểm nghiệm khi khí tài đã qua thực chiến và Patriot thể hiện xuất sắc điều đó. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, Mỹ đã sử dụng hệ thống này bắn hạ thành công số lượng lớn tên lửa đạn đạo Scud của Iraq. Mới đây là Israel cũng đã dùng hệ thống này bắn hạ các UAV của phía dân quân Hamas. Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo MIM-104F Park 3, gọi tắt là Patriot, được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống nile Hercules và thay thế hệ thống MIM-23 Hawk Hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot được phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 12 năm 1981. Từ đó tới nay, thêm nhiều đồng minh của Mỹ đã được trang bị hệ thống phòng thủ này. Cấu trúc của hệ thống này bao gồm: trạm chỉ huy AN/MSQ-104, radar đa chức năng AN/MPQ-53, bệ phóng M901, tên lửa phòng không MIM-104, trạm nguồn năng lượng AN/MSQ-26, phương tiện kỹ thuật ngụy trang điện tử và cuối cùng là thiết bị kết nối thông tin. Hiện nay hệ thống tên lửa Patriot đã được mô đun hóa nên việc triển khai một khẩu đội chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Tổ hợp quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa Patriot là hệ thống radar AN/MPQ-5365. Đây là radar mạng pha quét điện tử thụ động, có thể quét một khu vực bán kính lớn và theo dõi, phát hiện hàng trăm mục tiêu cùng lúc. Không những vậy, loại radar ANMPQ 5365 còn cho phép dẫn tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Loại radar này sử dụng hệ thống điều khiển bằng điện tử quét từng phần, vì thế rất khó bị gây nhiễu. Đây là sự khác biệt với các hệ thống tên lửa khác. Tiến trình đánh chặn một tên lửa đạn đạo bằng hai tên lửa Patriot diễn ra như sau: Khi một tên lửa đạn đạo được radar phát hiện, radar đánh giá sơ bộ về tốc độ, độ cao, cách xử lý, diện tích radar hiệu dụng của mục tiêu. Khi những dữ liệu về mục tiêu đạt chuẩn thì mục tiêu dưới dạng một tên lửa đạn đạo sẽ được hiển thị trên màn hình của chắc thủ. Tại trạm điều khiển AN-MSQ-104, sĩ quan chỉ huy tác chiến đánh giá tốc độ, độ cao, quỹ đạo của mục tiêu. Tiếp ngay sau đó, sĩ quan sẽ lệnh cho các chắc thủ đưa hệ thống phóng từ chế độ chờ sang chế độ phóng. Việc phóng tên lửa diễn ra tự động tại thời điểm máy tính xác định mục tiêu sẽ bị tiêu diệt lớn nhất. Hệ thống máy tính sẽ xác định ống phóng nào trong khẩu đội có khả năng tiêu diệt được mục tiêu và lệnh phóng quả tiếp theo sẽ sau chỉ 4 giây. Khi tên lửa rời bệ phóng, radar tiếp tục bám mục tiêu và nạp những thông tin mới về mục tiêu cho tên lửa. Tên lửa bay tới giai đoạn cuối, radar đặt trong quả tên lửa tiếp tục bắt bám mục tiêu, sau đó tính toán và điều tên lửa để bay đón đầu đánh chặn. Động cơ điều chỉnh hướng trên tên lửa đánh chặn sẽ điều chỉnh cho hai đầu đạn nằm trên cùng quỹ đạo. Sau khi tên lửa đánh chặn thứ nhất lao thẳng vào phá hủy lửa đạn đạo của đối phương, tên lửa đánh chặn thứ hai sẽ tìm kiếm đầu đạn của tên lửa đạn đạo và tiến công phá hủy chúng. Tên lửa đánh chặn trên hệ thống Patriot sử dụng động cơ rocket một tầng, nhiên liệu rắn với cơ cấu điều khiển độc cao đặc biệt để cơ động trong khi bay. Đạn tên lửa dài 5,2m, đường kính thân 25cm, sải cánh 50cm, tốc độ tối đa khoảng 6.500 km h trọng lượng phóng 312kg đầu đạn HE nổ mảnh nặng 73 kg với ngòi nổ cận đích. Hệ thống Patriot có khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa như tên lửa, đường đạn chiến dịch, chiến thuật mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình, các loại máy bay hiện đại và cả UAV. Các chuyên gia quân sự cho rằng hệ thống Patriot, đặc biệt các phiên bản nâng cấp, là bước nhảy vọt về chất lượng so với bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào. Ngày nay, các biến thể mới trong gia đình tên lửa Patriot luôn được cải tiến và biến thể Park-3 mới nhất sử dụng kiểu đạn đánh chặn mới với phương thức truy đuổi và tiêu diệt. Với phương thức này, quả đạn tên lửa sẽ nhỏ và nhẹ hơn. Điều đó cho phép mỗi xe mang phóng có thể mang theo tối đa 16 quả đạn thay vì 4 quả như trước kia. Patriot Park-3 hiện mới chỉ được Mỹ biên chế, một số quốc gia khác cũng đang tìm cách để đặt mua hệ thống tối tân này.